6 con người, 6 cá tính khác nhau, được tuyển chọn để đào tạo trở thành những mật thám tinh nhuệ bảo vệ kinh thành. Vượt qua biết bao nhiệm vụ vào sinh ra tử, theo ngày tháng, họ đã dần trưởng thành, vượt qua cả tình bạn sâu đậm, cùng nhau đoàn kết, dùng nhiệt huyết và lòng trung thành của mình hy sinh vì sự bình yên. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thiếu Niên Chí